nằm trong tay gớm á. Yeah. Đây là con cặp nông nè. Ghê hơn, nằm thế này mà ai mà đụng vô là cắn te tua luôn á. Anh đừng hát ra, quốc cho nó chết đi. Cái đấy không kìa. Anh đi. Đập nó tối nó chậm mà. Chậm nhưng mà lanh lắm á, có gì nó cắn mấy hai con chó. Trời, nằm trong thấy cây này thì cái đêm không cẩn thận là đụng vô mấy cây này nó quốc phát là biết đường nào rồi đó. Thì hiện tại là buổi tối hai anh em mình đi vòng vòng bắt cua đồ á. Nhưng mà tình cờ là vô tình là gặp rắn cặp nông nó nằm trong cây. Cái này cặp nông đúng không anh? Cặp nông hay cặp ni? Cặp nông. Nằm thế ác không? Anh em không biết đụng vô là nó quất rồi đó. Này anh kêu hồi châu rồi chứ em được hồi châu. Hồi châu nó hồi châu ghê vậy. Bây giờ nó phi ra đó. Con này to nè. Úi nó phi ra kìa. Sao ơi. Nó thấy chấm ra đâu mà. Thấy đèn nó sợ. Sợ lạ mấy cái dòng này phi ra anh. Nó bò lên rồi. Cho nó chạy. Ừ. Dài thiệt chứ. Gần cả mét á. Khê thiệt chứ. Mình đọc ở trên mà sao? À nè, anh Quốc con vào phía dưới đó đó. Cứ gõ gõ đây nè. Ừ. Hai bà nội cái chỗ ơi. Lưu. Lưu lưu lưu. Rồi cái đố này. Quắc. Nó lùng rồi. Có đây về nướng cũng ngon nè. Ừ. Ủa nằm thế ác thiệt chứ. Nằm trong cái thân cây luôn. Cái kiểu này mà đi không cẩn thận rồi vô mấy cây một cực kỳ là nguy hiểm luôn á hời. Quăng lại là quăng cái bắt con cua này. Con cua gãy càng rồi. Con cua gãy chạy luôn rồi. Ừ. Rồi. Bây giờ buổi tối hôm nay thì hai anh em tranh thủ đi kẹp thêm bờ suối nè. Gặp cái gì bắt cái đó luôn. Giờ nãy đang bắt con cua mà gặp con rắn cặp nông á. Thì nói chung quăng con cua luôn. Thì con rắn cặp nông nó nằm trên một cây khô á, thì nói chung tình cờ buổi tối này đi mà nếu mà không thấy nó mà chạm vào cây khô á là sẽ bị nó cắn rồi đó. Thì dòng rắn này cực kỳ là nguy hiểm luôn. Thì giờ hai anh em sẽ men theo bờ suối này. Lu lu. Nhanh lu, lu. Thì nói chung đi theo cuộc hành trình của mình thì vẫn có con lu này. Đi. Tối nó vẫn chịu khó đó, còn con kia thì nó sợ nước nha, con lu cực kỳ là sợ nước luôn. Nó vẫn cố tình nó đi theo nhưng mà nó khá là sợ nước. Đó, nó lượn lượn nó qua đi nhanh đi. Lâu lâu. Ở đây. Nhanh nhanh nhanh. Anh sợ nước thôi rồi luôn. Chỉ được con lâu rồi, con lâu nhiệt tình lắm. Đi lâu. Con gì đó? Cua hả? Cua nhỏ. Chắc nước mưa nó tạo. Ủa, cua to kìa. Đồ cua to trong ngang kìa. Thấy không? Sao bắt được? Ở đây còn có cua nào bên bên không á? Đó vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Đó đó. Bù phi không? Kéo ra đó, anh chạy rồi trời. Thắng mà cố luôn. Phi ra tấn công mới ghê chứ. Cua bự mà mấy con nó lì. À đây 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 đây. Chấp cổ nó lại. Yeah. Bà kia ở trên trời la chứ. Ê, 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 chạy đâu rồi thoáng. Chị... Hai chú luôn. À, bắt cặp à. Đúng rồi. Luôn luôn, đi. Nó ra khỏi cửa hang rồi. Đi chỗ nào có mới đặt thôi anh. Kiếm mấy cái bụi nào có hang, có hốc ở trên cái khu vực trên này dễ hơn nè. Không cần phải xuống chòi đâu.
Thì buổi chiều hôm nay thì hai anh em sẽ tranh thủ đặt những cái bẫy chuột á. Thì tối qua thì cũng có mình Vân Tây cũng có tranh thủ đi bắt cua, mà chủ yếu là đi chủ yếu mục đích của mình là bắt còn những con bò, con nghe con vạp vạp gì mà hồi bữa anh Tây nói á. Thì bữa mình đi cắm có gì anh, con trà chuột. Thì hôm qua hai anh em chủ yếu trà chuột của bên ngoài, thì hôm qua chủ yếu là hai anh em mình chủ yếu là đi bắt con trà chuột á, nhưng mà đi kẹp bên suối thì không có, thì có cua thì sẵn đó bắt cua luôn. Thì nói chung bắt cũng cỡ được gần 2 ký á. Thì chiều hôm nay trời nó không có mưa á, mưa cũng không có to, thì mưa có một tí là đã tạnh rồi. Còn ít thời gian thì hai anh em giờ anh em sẽ đi đặt bẫy chuột, xong rồi cỡ 8 rưỡi bắt đầu 8 rưỡi là đi thăm nha. Bây giờ chập tối á, cỡ 5 rưỡi chiều rồi, thì đặt xong cỡ 8 rưỡi là bắt đầu đi thăm được. Thì tại vì chuột á nó đi ăn cũng sớm chứ nó không đi ăn muộn đâu, nó cũng không phải đi ăn muộn như mấy động vật khác. Thì chuột thì tầm cỡ 5 giờ chiều là bắt đầu, 6 giờ tối chứ, bên lộn, 6 giờ tối là bắt đầu nó đã chuẩn bị đi ăn rồi đó. Còn đến 8 giờ nó đã dính bẫy của mình rồi. Thì nói chung đặt cũng không có nhiều bẫy đâu, thì đặt tầm cỡ 8 cái thôi. Nếu mà tối nay đặt chuột mà không có nữa thì nói chung là đen hết nước chấm luôn á. Thì bữa giờ vô cũng mình vô đây đặt bẫy rắn, bẫy đồ á, mà nói chung rắn thì dính được có một con, mà dính được một con thì một ít năm sau mới dính lại nữa, thì hơi là buồn á. Chuột đường hết. Hay là nhét vô túi quần em nè. Nó kẹp vô. Cua cái này nó mới mưa lên ăn sớm rồi. Đây bị gãy cái càng á. Hồi nãy lên em vẫn thấy nó mà. Nó vẫn lâu lù cái đầu lên chứ nó đâu dám bỏ hang đi đâu. Đó đặt mấy bụi tre này dễ dính lắm nè. Nó vô nó ăn măng á. Nó kẹp bụi tre em đặt thì dễ dính hơn. Đặt mấy bụi tre nó hay có khi nào đi ăn măng dễ dính hơn á. Đặt bàn cái đi hả? Ừ, kẹp tre nó nhiều khi không dính được chuột mà dính cái con thú khác cũng nên. Ai xa hai bà nội, ai xa con lùng. Lùng, lùng. Ra đây chứ núp núp gì trong đó. Lùng. Sư bà lùng cũng mò đi theo bằng được mà. Đó cái thế cây đó. Là cây khô. Thế cây thì kiếm gì? Cột cái đây là dính hơn. Thì hiện tại là ở trên khu vực mình có hai loại chuột nha, một là chuột đen còn hai là chuột vàng. Cái thịt con chuột vàng ăn ngon hơn chuột đen nhiều á. Thì con chuột vàng là nó ăn toàn là trái cây không à, còn đa số chuột đen thì nói chung nó cũng vô chòi mình á, thì nó ở lại cho nó cũng ăn thức ăn bình thường như mấy chuột nhà vậy á. Còn con chuột vàng á thì nó chủ yếu là nó ăn trái cây thôi. Cái thịt chuột vàng nó vẫn ngon hơn là thịt con chuột đen nha. Nói chung chủ yếu bẫy thì mình cũng mong là dính chuột vàng nhiều hơn. Thì cái tỷ lệ thịt nó nướng nó săn thịt lại á, ăn khá là chắc thịt luôn. Đi lùng, đi lùng. Lùng lùng. Tám cái là số chặn á, số hên đó. Ồ, này hên được cái thúc 8 chứ không 7 cái cũng số lẻ cũng không ăn đờn cho lắm. Dạo này đen nhiều quá, đến nỗi mà mê tín luôn mà. Anh chuột đồng mà. Ở trên này chuột vàng mà anh. Thì
Thì chuột đồng đó. Thì chuột vàng là chuột đồng đó. À. Thì lúc đầu video mình nói á, thì ở trên mình có hai loại chuột nha. Thì con chuột đen á thì nó khác, và đây là con chuột vàng nè. Người nó có con nhiều nữa đây. Con ấy ra á, nè nó bu ra nè. Thì cái con chuột này là chuột ăn trái cây nè. Mới dính. Thì nãy giờ thăm mấy cái rồi, nhưng mà 5 cái đúng không anh? Cái thứ 6 nè. Thứ 6 dính đường con rồi. Con này về lột da nướng đúng bài luôn. Hình như sẵn trong trời có ít xà tế rồi đó. Nói chung đầu xuôi đuôi lọt thì đây. Cái câu hồi nãy trước khi đi thì anh em có nói một câu là đầu xuôi đuôi lọt. Thì xuôi 5 cái mà cái thứ 6 vẫn dính. Bằng cái cục khoai mì đâu ta. Chắc con khác dành ăn. Thì lúc... À xa bà đội luôn. Trời, nãy giờ tưởng mày ở nhà chứ. Chạy ra cho thác. Thì lúc nãy buổi chiều thì cỡ 5:30 thì mấy anh em đi á. Đã có 8 cái 7 thôi, nhưng mà lúc đi á thì gặp con rắn hổ mang nữa. Lúc đó thì mình không quay kịp á. Thì nói chung đến khi mà bật máy thì con rắn này nó bò vô bụi rồi. Thì tối nay đi thì mình thì cầm thêm con dao rồi. Anh thấy thì sợ quá phải cầm thêm cái cây nữa. Nhiều khi như đụng như hồi chiều thì có cái để đập á. À đây cái không có đó. Đây. Là 7 cái. 6 7 là còn cái nữa thôi. Cái chứ. Đâu, còn cái bên này nữa, còn cái ngay 12 đây nữa anh. Còn cái ngay 12 bên này nữa. Mó. Chưa 8 cái đừng con. Có dấu chân ra không? Cái này chắc hai này hang lâu rồi nè. Thu quẩy luôn nè. Để sáng mai thăm luôn anh. Sáng mai đi thêm vòng nữa. Thôi giờ về. Đi lâu. Không, chắc cho nó xảy này lên bên kia rồi. Thiệt không mà. Anh. Đó. Đang thử gì hai hút kìa. Khô. Chết rồi. Chết gì đang thở. Ừ. Chạy đâu cho thoát. Đừng nói đem qua đường con, đem ra đường con nha. Vậy là con này sắp đi chạy lên đây rồi. Mà trình độ ơi gì. Phong độ là tắc thơ mà đẳng cấp là mày mãi hả? Ừ. Thì còn cái trên kia nữa đúng không? Trên kia nữa. Không, hôm chiều anh đặt ở đâu một cái nè. Anh đặt đó một cái. Rồi đâu một cái nữa đó. Nhìn anh cuối anh đặt đâu đây nè. Ừ. Hôm chiều anh đặt... Anh đặt hai cái. Một cái riêng với lại anh lấy một cái bẫy anh đặt ở đâu nữa. Em đặt con cái hay anh đặt hai cái mà? Đúng rồi. Chứ chẳng lẽ một cái... Quên đã. Em nhớ anh ngồi đâu gần chỗ em á, đặt con cái nữa mà. Thì hồi nãy mình tính quay từ ở dưới cầu quay lên luôn. Nhưng mà cũng sợ trường hợp bị móm á. Thì tối nay cũng như tối hôm qua thì... Có không anh? Bị móm hả? Thì là hai đêm liền chỉ được một con à. Nhất cái gì chơi. Thì hồi tối qua thì hai anh em cũng có đặt mà trời mưa á. Thì hôm nay trời không có mưa nhưng mà lên cũng thăm được con à. Thì hôm qua là con chuột vàng nha. Hôm nay là con chuột đen nè. Thì nói chung cũng gọi là cũng đặt cái này á. Thì nói chung đặt hồi chiều đặt cũng có sớm lắm. Thì con chuột nó hay đi ăn sớm á. Thì hồi nãy đặt ở dưới kia cũng 5 cái mà đặt ở trên khu vực là có 3 cái thôi. 3 cái mà dính được một con thì... Nói chung cũng đặt mà cũng me theo cái đường lối, cái đường của nó đi với lại cái hang của nó đi á. Thì cái bẫy bên dưới này thì hồi chiều mình đặt ngay vào hang luôn. Chắc cái mi là cái con này thì nó chạy ở dưới lên này nó dính đó anh. Nó chú đặt ngay đây mà nó lôi chạy qua tới đây luôn à. À. Là gai lại đi. Trời ơi, cái bẫy yếu siêu. Có khi sập nào, sập mà nó chạy không ta? Sập nó chạy nè. Ừ.
Không lẽ đêm đêm qua được một con mà đêm hôm nay được con? Chắc là vậy á. Sao mà nó không cho mình được 3 hay 4 con nhưng đỡ vả đi. Đen mà, nói chung là đen mà đen hết nước chấm luôn á. À là chiều anh đặt cái hang nó đúng không? Có khi nào nó chưa đi ăn không ta? Tùy con, chùa có khi có con đi ăn sớm, có con đi ăn muộn á. Đi qua không thấy cái bẫy à? Đây em thấy đây là ngay hang nè. Thì bên này còn cái cuối cùng thôi. Được mình đánh 8 cái mà bên này còn cái nữa. À chà. Đúng bài luôn. Này dính con cua nè. Chô, đi bẫy chuột mà dính cua nữa thôi á. Chịu rồi. Này dính con cua nè. Chết thôi. Thôi bây giờ thì nói chung nó đã đen rồi, thôi giờ mình gỡ mình về luôn chứ cũng không bảy chua bảy chiếc gì nữa hết á. Thì dĩ lộn chạy đâu lăng xăng vậy hả? Chạy đâu vậy? Ừ. Sao? Ăn thịt cua không? Lùng lùng. Cua không? Ừ, cua nè, cua nè. Lục lục lại đây cho con cua nè. À, đi dính bẫy chuột mà dính đường cua to thô rồi luôn. À, thì thôi xin, mình cũng xin phép mình ngưng video tại đây thôi nha. Thì nói chung hồi bữa giờ cũng vô mấy ngày rồi, tranh thủ đi bẫy chuột bẫy đồ á. Thì nói chung hai đêm liền thì dính được hai đêm liền thì đêm đầu tiên dính đường con, đêm thứ hai cũng đường con. Thì thôi bây giờ nói chung mình cũng không bẫy chuột nữa. Thì bây giờ sáng hôm nay tranh thủ mình đi xuống thăm á. Nếu mà dính thì mình về mình nướng, mà không dính thì mình cũng tháo mấy cái bẫy mình về luôn. Thì nói chung mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Giờ mình xin phép mình ngưng video tại đây thôi. Để tí nữa mình còn về nữa.